Chào bạn, đây là video đầu tiên trong chuỗi video về đọc hiểu N3 trong chương trình học N3 online. Thì chúng ta sẽ không đi vào ngay cái việc giải quyết từng cái bài đọc hiểu đúng nhỉ? Mà chúng ta sẽ cần phải học những cái khái niệm chung về đọc hiểu, chúng ta làm quen với nó đã. Đấy, rồi chúng ta luyện tập cách dịch câu, cách phân tích câu. Thì từ đó chúng ta mới có cái kiến thức nền để chúng ta làm được những cái phần tiếp theo nhá. Thì đầu tiên bài 1 của chúng ta đấy là làm quen với đọc hiểu N3. Trước hết là chúng ta sẽ so sánh môn đọc hiểu ở hai trình độ là N4 và N3 nhé. Đầu tiên là tiêu chí về thời gian làm bài đọc. Thì với N4 ấy, các bạn sẽ có 60 phút cho phần ngữ pháp và đọc hiểu. Còn N3 các bạn sẽ có 70 phút cho phần ngữ pháp và đọc hiểu. Do vậy, chúng ta cần phải biết phân bố thời gian hợp lý, nếu không sẽ không đủ thời gian cho môn đọc hiểu. Tại sao thì tí nữa chúng ta sẽ nói. Về lời khuyên, đúng nhỉ? Đó là đọc hiểu N4 ấy, thì chúng ta sẽ chỉ dành từ 20 đến 25 phút cho phần ngữ pháp thôi. Còn lại chúng ta làm đọc hiểu trong vòng từ 35 đến 40 phút. Và đọc hiểu N3 thì các bạn chỉ dành từ 15 đến 20 phút cho phần ngữ pháp, đúng nhỉ? Đấy, không có kanji từ vựng nhá, kanji từ vựng thi riêng. Còn thời gian còn lại các bạn sẽ dùng cho gì nhỉ? Đọc hiểu. Như vậy là đọc hiểu các bạn sẽ làm trong vòng từ 50 đến 55 phút. Vậy thì mọi người thấy là cái này là từ 35 đến 40, cái này từ 50 đến 55. Vậy nó chênh nhau khoảng bao nhiêu nhỉ? 15 phút đúng không? Đấy là cái đầu tiên về mặt thời gian làm bài đọc là như vậy. Các bạn sẽ có thêm 10 phút cho cái phần ngữ pháp đọc hiểu và các bạn sẽ dành cho phần đọc N3 nhiều hơn N4 khoảng 15 phút. Vậy thì chúng ta sẽ đến tiêu chí tiếp theo là về khối lượng bài đọc. Đây là bảng so sánh giữa bài đọc N4 và bài N3. Chúng ta sẽ có cột đầu tiên là loại văn bản xuất hiện trong đề thi, cột thứ hai là trình độ đúng nhỉ? Cột thứ ba là trình độ, cột thứ hai là trình độ N4 và cột thứ ba là trình độ N3. Thì đầu tiên, đối với loại văn bản là đoạn văn ngắn ấy, thì N4 chúng ta sẽ có 4 đoạn. Mỗi đoạn có một câu hỏi trên một đoạn, đúng nhỉ? Và tổng cộng sẽ là 4 câu. Tương tự N3 cũng có 4 đoạn và một câu trên một đoạn đó và tổng là 4 câu. Tiếp theo đoạn văn trung bình, N4 các bạn có một đoạn và một đoạn đấy các bạn sẽ có 4 câu. Tổng là 4 câu đoạn văn trung bình nhá. N3 các bạn sẽ có hai đoạn. Hai đoạn văn trung bình. Mỗi đoạn có 3 câu hỏi và tổng là 6 câu. Đoạn văn dài ở N4 chúng ta không có. N3 các bạn có một đoạn và một đoạn đấy có 4 câu và tổng là 4 câu. Đoạn văn tìm kiếm thông tin các bạn sẽ có một đoạn và hai câu trên một đoạn đó, tổng là 2 câu và N3 cũng giống như thế. Như vậy chúng ta thấy rằng so với thời gian khuyến nghị khi làm bài, đúng nhỉ? Ở phần đọc N3 thì cho thêm được 15 phút so với N4, thế nhưng chúng ta phải giải quyết thêm một bài chung và một bài dài, đúng không? Một bài chung, một bài dài. Chưa kể là cái độ khó nữa. Do vậy cũng không hề dễ dàng gì nếu như chúng ta không biết phân bố thời gian hợp lý nhé. Đấy. Đấy là cái so sánh tiêu chí số 2 là khối lượng bài đọc là như vậy. Tiêu chí số 3 đấy là độ khó của bài đọc. Nếu như ở đọc hiểu N4 ấy, thì các chủ đề nó xoay quanh cuộc sống thường ngày. Nó là cuộc sống thường ngày. Nó chưa phong phú và đa dạng, cách viết thì rất là đơn giản. Nhiều trường hợp có thể tìm thấy ngay đáp án ở bài đọc. Thì ở đọc hiểu N3 ấy, chủ đề rộng hơn, đôi khi cách viết khó hiểu hơn một chút và cũng có những câu đặc biệt khó là nó sẽ hỏi ý kiến của tác giả về một cái vấn đề nào đấy. Đấy, đấy là cái đặc trưng của hai cái N4 và N3. Tất nhiên là N3 thì gọi vậy thôi chứ nó cũng còn bình thường chán, đúng nhỉ? Lên những trình độ cao hơn như là N2 hay N1 ấy, thì nó mang tính chất trừu tượng và kiểu nó mang tính chất hỏi suy nghĩ của tác giả rất là nhiều. Từ thứ tư, so sánh về điểm bài đọc thì ở trình độ N4 nhá, điểm đọc sẽ được cộng gộp vào kanji từ vựng ngữ pháp. Do vậy là mặc dù điểm N4 thì trọng số cũng khá là cao đấy, gần như là cũng 4 điểm một câu. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm kém ấy, thì vẫn có ngữ pháp từ vựng nó bù lại cho. Tuy nhiên ở trình độ N3 ấy, điểm đọc sẽ tính riêng hoàn toàn. Đấy, như vậy là 60 điểm là điểm đọc. Các bạn thấy ở đây có bao nhiêu câu đây? 4, 6, 4, 2, 16 câu mà chiếm 60 điểm. Vậy mỗi câu sẽ khoảng từ 3 đến 4 điểm. Rất là dễ liệt. Đây là cái phổ điểm tham khảo của cái phần đọc hiểu của N3. Đấy là môn đai 4. Môn đai 4 là đoạn văn ngắn. Các bạn sẽ có phần đọc hiểu ngữ pháp thì các bạn có 3 môn đai đầu tiên, đúng nhỉ? Môn đai 1 là ngữ pháp trong câu, môn đai 2 là ngữ pháp trong câu dưới dạng dấu sao. Môn đai 3 là ngữ pháp cho đoạn văn. Đấy, hay người còn gọi là bài đọc đục lỗ ấy. Thì môn đai 4 nó bắt đầu vào đoạn văn ngắn rồi nhá, nó có 4 đoạn. 4 câu đúng nhỉ? Nhân 3 điểm một câu tổng là 12 điểm. Môn đai 5 là môn đai chung, đoạn văn chung có hai đoạn, mỗi đoạn có 3 câu tổng là 6 câu, mỗi câu 4 điểm là 24 điểm. Môn đai 6 là môn đai đoạn văn dài.
Đấy, đoạn văn dài thì sẽ có 4 câu đúng nhỉ? Một đoạn 4 câu tổng là 16 điểm bởi vì mỗi câu là 4 điểm. Môn này 7 là đoạn tìm kiếm thông tin, thông thường sẽ là 2 câu nhân 4 điểm là 8 điểm. Đoạn văn ngắn thì thường nó có độ dài bằng 1 phần 4 mặt A4. Đoạn văn chung thì thôi độ dài tầm khoảng từ 1 phần 2 đúng nhỉ? 1 phần 2 đến 2 phần 3 mặt A4. Đoạn văn dài thì thông thường sẽ là 1 mặt A4. Đoạn tìm thông tin thì cũng là 1 mặt A4 nhé, nhưng mà nó sẽ thường là 1 mặt thông tin và 1 mặt câu hỏi. Đoạn đoạn dài cũng thế, đoạn dài cũng là một mặt thông tin, một đoạn là bài đọc, một đoạn là một mặt là bài đọc, một mặt là câu hỏi. Tổng là 60 điểm. Vậy thì với trọng số từ 3 đến 4 điểm trong một câu hỏi như vậy, nếu mà không luyện tập tốt sẽ rất dễ dẫn đến kết quả đọc hiểu thấp, đôi khi là liệt. Liệt là khi các bạn điểm tổng dưới 19 điểm. Đấy, đấy là cái chúng ta cần lưu ý nhé. Vậy thì chúng ta cùng tham khảo qua một số bài đọc N4 và N3 trong phần đoạn văn ngắn trong kỳ thi GLP tháng 12 năm 2016. Và các bạn thử đoán xem đâu là bài đọc N4, đâu là bài đọc N3 nhé. Đầu tiên này, đoạn 1 này. Chúng ta cùng đọc qua nhé. Kino hajimete kuroi kesi gomu o kaimashita. Reji no hito ga shiroi no wa tsukau to kesi gomu ga kuroku yogorete iya da という人が多いから黒いのを作ったそうですよと教えてくれました。私は色がかっこいいからか私は色がかっこいいからかったので理由を聞いて面白いなと思いました。ご飯はね、私はどうして黒い消しゴムを買いましたか。Là gì nhỉ? Tại sao nhân vật tôi lại mua cái tẩy màu đen đúng không? Ichi là gì nhỉ? Kuroi keshigomu wa tsukatta ato de keshigomu ga kuroku yogore nai kara. Ni là gì đấy? Kuroi keshigomu o kau hito ga oi to mise no hito ni kita kara. Kuroi keshigomu no hou ga ji o kirei ni keseru kara. Và 黒い消しゴムは色がかっこいいと思ったから。 Đây các bạn thấy này, câu hỏi của chúng ta là nhân vật tôi ấy, tại sao lại mua cái màu đen đúng không? Thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái nào có xuất hiện tôi đúng nha. Đây các bạn thấy có nấu đế, những cái biểu hiện mà liên quan đến lý do ấy đúng nha, chúng ta sẽ chọn đây là nấu đế nhé, vì nhá, tôi mua vì đúng nha. Đấy, vì tôi mua. Các bạn thấy này, Iroga kakoi karakata no de, vì tôi mua do nó kakoi, do vậy chúng ta nhìn cái chúng ta thể chọn được luôn đáp án là mấy, là 4 đúng không? Đấy, đáp án 4. Chúng ta cùng đọc qua lại cái bài này nhá. Hôm qua thì lần đầu tiên tôi mua cái tẩy màu gì nhỉ? Màu đen. Người ở trong thì đấy, người người Reji là ở quầy tính tiền ấy, người tính tiền, người ta nói là người ta đã oshiete kureta, người ta đã chỉ cho tôi là cái màu trắng ấy khi sử dụng ấy thì nó sẽ gì đây nhỉ? Nó sẽ bởi vì có rất là nhiều người nói là ghét nó bởi vì nó bị gì đấy, nó bị đen đi đúng không nhỉ, nó bị bẩn đi. Bình thường bút chì mình khi mình dùng cục tẩy màu trắng ấy thì cục tẩy màu trắng đấy nó sẽ có cái vết đấy và nó đen đi, nó bẩn đi đúng không, nên là người ta đã tạo ra cái cục tẩy màu đen. Đấy là cái giải thích của cái người Reji này nhá. Đấy, còn watashi wa iro ga kakkoi kara, tôi thì vì tôi mua bởi vì là màu đấy tôi rất là thích, tôi thấy nó rất là cool, rất là ngầu, màu đen mà đúng không, cho nên là nghe được cái lý do như vậy thì tôi nghĩ à thú vị thật. Thì chúng ta thấy khá là dễ chọn đúng không nhỉ? Đấy, gần như là chỉ nhìn một tí, tinh ý một tí là chọn được luôn. Câu 1 nó nói là gì nhỉ? Kuroi keshigomu wa, cái cục tẩy đen ấy sau khi sử dụng thì nó sẽ không bị gì nhỉ? Không bị bẩn, không bị đen bẩn đi. Không phải, cái này đây là lý do người người tính tiền đưa ra, không phải là nhân vật tôi. Đây câu hỏi là có tôi đây thì bạn phải xoay quanh cái tôi này mà chọn. Câu 2 là gì đấy? Câu 2 là gì nhỉ? Bởi vì đã nghe được gì đây nhỉ? Bởi vì đã nghe được từ người bán hàng là có nhiều người mua cái đấy, không đúng. Hay là ba là gì đấy? Cái cục tẩy đen nó tẩy chữ sạch hơn, cũng không so sánh trắng với đen cái nào tẩy chữ sạch hơn nhá. Do vậy đúng của chúng ta là 4, bởi vì cái màu nó rất là cool. Chúng ta có từ kakoi này, nếu mà dùng cho kiểu con trai nó mang nghĩa là ngầu ấy đúng nhỉ, trông rất là bảnh bảnh bao, người cool ngầu. Người ta như thậm chí người ta cũng không dùng nhiều cái từ handsome lắm.
người ta hay dùng là kakoi hoặc là từ ikemen, là dạng danh từ khi mà khen một người nam giới đẹp. Đấy, đấy là đoạn đầu tiên. Tiếp theo đoạn số 2 này. Kê tai denwa wa motte inai desu. Watashi ga sou iu to taitei no hito wa odoroku. Attara benri desu yo to iwareru ga sore wa watashi mo yoku wakatteiru. Itsu wa watashi mo izen keitai denwa o motte ita. Shikashi itsu doko ni itemo denwa ni denakereba ikenai ki ga shite, sore ga iya de motsu no o yamete shimatta no da. Suru ととても気持ちが楽になった。最近は料金が安いものもあるようだし、携帯電話がない生活には不便なこともある。それでも私は今のままでいいと思っている。 Đây là đoạn văn của chúng ta nhé. Câu hỏi này. 携帯電話について私はどのように考えているか。Chúng ta xem các đáp án này. 1 này. 便利だという人もいるが、自分はそう思わないので、今は持つつもりはない。2ね。便利だと思うが、いつも電話を気にする生活は嫌なので、今は持つつもりはない。持っていると便利だし、最近は料金が安くなったので、もう一度持つつもりだ。は、こぼら、持ちたくはなかったが、ないと不便なので、もう一度持つつもりだ。Vậy thì cái nào đúng? Ta cùng đọc lại cái đoạn văn này nhá. À, tôi ấy, đúng nhỉ? Watashi ga sou iu to, khi mà tôi nói như thế này, nội dung đấy là Ketai denwa wa motte inai, tôi không có điện thoại di động, đúng nhỉ? Thì taite no hito wa, phần đa mọi người đều rất là odoroku, rất là sửng sốt, rất là ngạc nhiên. Atara benri desu yo to iwareru ga. À, người ta nói là, đúng nhỉ? Cái mà được người ta nói với tôi ấy, đây thể bị động nhá, người ta nói với tôi là nếu có thì tiện lợi mà. Sore wa, cái điều đấy thì watashi mo yoku wakatteru, thế nhưng mà điều đấy tôi cũng hiểu đấy chứ. Jitsu wa watashi mo izen, thực ra là trước đây thì tôi cũng có điện thoại di động. Thế nhưng mà shikashi là cái từ nối rất là quan trọng này. Thế nhưng itsu doko ni itemo denwa ni denakereba ikenai ki ga shite. Ki ga suru có nghĩa là nhận ra. Đấy. Thế nhưng mà ấy, tôi nhận ra là, đúng nhỉ? À, dù ở bất cứ khi nào, itsu doko ni itemo, bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, mình đều phải denwa ni deru, là bắt máy, nghe máy, đúng nhỉ? Mình sẽ phải nghe máy, mình phải bắt máy, mình phải kiểu kè kè với cái điện thoại ấy. Sore ga iyade, vì rất là ghét cái điều đấy. Cái sore đây là cái gì? Sore đây chính là cái việc mà phải gì đây nhỉ? Phải kè kè với cái điện thoại đây này, để bắt máy này. Vì rất là ghét điều đấy cho nên là tôi đã mốt sự nó yamete shimatta no da. Tôi đã bỏ cái việc sở hữu nó, việc cầm nó, có nó. Suruto, và kết quả là tâm trạng của tôi trở nên rất là tốt, rất là thoải mái. Saiki wa, gần đây thì ryokin là cái tiền chi phí sử dụng. Tiền chi phí sử dụng thì nó cũng có những cái mà tiền tiền cước nó cũng rẻ, rất là rẻ. Ấy, chi phí rất là rẻ. Rồi thì cái cuộc sống mà, đúng nhỉ, cái cuộc sống là sekatsu nhá, mà không có cái điện thoại di động này thì nó cũng có vài chỗ bất tiện. Thế nhưng sore demo watashi wa ima no mama de ito omotteru, thế nhưng tôi ấy, vẫn nghĩ là cái cuộc sống như bây giờ là tốt rồi. Vậy thì nhân vật tôi rõ ràng là câu này nói là gì đây nhỉ? Tôi đã bỏ việc có điện thoại rồi, do vậy là câu số 3 và câu số 4 nó bảo là dự định có thêm một lần nữa này. Đấy, là loại đúng không? Không có, nó không cần nữa. Vậy chỉ có một và hai thôi. Vậy thì xem cái nào đúng nhá. Câu 1 là có người nói là nó tiện lợi nhưng tôi không nghĩ vậy. Đây, có cái so mua này, câu này rõ ràng là sai, bởi vì sao? Trên này người ta nói là gì nhỉ? Atara benri desu to iwareru ga sore wa watashi mo yoku wakatteru. Tức là người ta nói là nếu có thì tiện lợi, thì điều đấy tôi hiểu, thì đương nhiên là không phải là tôi không nghĩ vậy. Do vậy một sai, vậy đúng là mấy? 4 đúng không? À đúng là 2. Benri da to omou ga, mặc dù tôi nghĩ là tiện lợi đấy. Thế nhưng mà bởi vì tôi ghét cái cuộc sống mà cứ phải chú ý, lúc nào cũng chú ý, phải chú ý đến điện thoại đây, các bạn thấy. Cái đoạn itsu doko ni itemo denwa ni. Đấy, đấy chính là cái mà ý của cái câu số 2 này nó đang thể hiện ở cái dòng này luôn nhá. Vậy thì khi mà chọn thì chúng ta sẽ chọn đáp án số 2. Đấy, như vậy là chúng ta cũng đã hiểu được đâu là đoạn
nào đấy đúng không? Đoạn 1 là văn bản trong đọc hiểu N4 và đoạn 2 là văn bản trong đọc hiểu N3. Đấy, cái đoạn mô tẩy này là N4 này, còn cái đoạn ở dưới đây điện thoại di động đây là N3. Chúng ta thấy câu văn nó cũng dài hơn và dịch nó cũng khó hơn rồi đúng không nhỉ? Vậy thì từ các đặc điểm trên để đọc hiểu N3 tốt ấy, thì ngoài việc nắm được kiến thức nền tảng như là kanji, từ vựng, ngữ pháp thì việc học các kỹ năng làm bài tập đọc cũng rất là quan trọng. Trong đấy thì quan trọng bậc nhất là phải biết phân bố thời gian làm bài một cách hợp lý. Đấy, đấy là cái điều rất là quan trọng. Tiếp theo là thông tin chung về môn đọc hiểu trong khóa học này. Thứ nhất, đấy là đặc điểm của khóa học. Khóa học này ấy, sẽ dạy kỹ năng làm bài đọc hiểu và dạy kỹ năng dịch bài đọc hiểu. Hai kỹ năng này hoàn toàn khác nhau. Vì vậy khi mà đi thi GPT, vì thời lượng làm bài hạn chế, do vậy là các bạn sẽ không áp dụng việc dịch chi tiết khi làm bài. Tức là khi dạy thì sensei sẽ dạy các bạn cách dịch sao cho hay, đúng nhỉ? Các bạn luyện tập dịch sao cho hay. Nhưng đi thi nhá, bởi vì thời gian nó có hạn thôi, các bạn mà cứ cố gắng mà dịch từng từ từng chữ, rất là nhiều từ các bạn sẽ chưa gặp bao giờ, các bạn thấy lạ, thì sẽ rất là mất thời gian, không thể nào mà đủ thời gian để làm đâu. Đấy, mà khi đi thi chúng ta sẽ cần phải nắm, cần đọc sơ lược, đọc lướt qua để nắm bắt được ý chính của nó, trả lời câu hỏi dựa trên những cái thông tin mà mình có được từ bài đọc, áp dụng các quy tắc, các tip, các mẹo nhất định, gọi là tip mẹo đấy, nhưng mà không phải là các bạn áp dụng là lúc nào cũng đúng đâu đấy nhá. Đấy, không nhiều và không phải lúc nào chúng ta cũng áp dụng được cái đấy. Tóm lại là vẫn phải có một cái nền tảng thật là vững chắc thì mới có thể làm được. Thứ hai là về phân bố chương trình học của chúng ta này. Đầu tiên ấy là trong tháng 1 tháng này các bạn sẽ học tìm hiểu chung về đọc hiểu. Tìm hiểu chung về đọc hiểu thì nó sẽ có 3 bài. Bài đầu tiên này là bài nhập môn đúng nhỉ, so sánh đọc hiểu N4 và N3, giới thiệu về khóa học. Bài số 2 là bài các bạn sẽ luyện phân tích câu. Luyện phân tích câu thì luyện phân tích câu này là quay video chung cho N3 và N2 nhé. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái kiến thức như mà về mệnh đề định ngữ hay là cấu trúc mà NO nó hay cho, cấu trúc NOA chúng ta được học ở trong N4 ấy đúng không? Bài 38 gì đấy rất là quan trọng. Rồi một số mẫu câu cố định nữa là N3 và N2 đều chung. Đấy là bài số 2. Bài số 3 là kỹ năng dịch câu. Và những cái video sau là những cái video mà chúng ta sẽ luyện tập cái đấy. Thì trong suốt tháng 1 chúng ta sẽ luyện tập cái đấy thật là nhuần nhuyễn, thật là kỹ. Thì sau này các bạn khi dịch các bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn, các bạn sẽ quen dần. Tiếp theo là sang tháng 2 các bạn bắt đầu làm quen với các dạng bài đọc trong đề thi GPT. Thì chúng ta sẽ làm bài dễ nhất, dễ ăn điểm nhất, đó là đoạn văn tìm kiếm thông tin trong tháng 2. Tiếp theo trong tháng 3 và tháng 4 chúng ta sẽ luyện tập đoạn văn ngắn. Đoạn văn ngắn là những cái nền tảng để chúng ta làm đoạn văn chung và dài. Do vậy chúng ta sẽ luyện trong thời gian dài là 2 tháng. Tháng 5 sẽ là luyện tập đoạn văn chung, tháng 6 đoạn văn dài và luyện tập tổng hợp. Đấy, đấy là cái phân bố chương trình học của chúng ta là như vậy. Tiếp theo về giáo trình giảng dạy. Chúng ta có giáo trình học và luyện tập đọc sẽ là sách Shinkansen Master N3. Sách đọc Shinkansen Master N3 đầu cai nhé. Giáo trình luyện thi sẽ là bộ đề thi các năm từ 2010 đến 2018. Và giáo trình tổng hợp. Giáo trình tổng hợp này sẽ tổng hợp từ một số sách khác nhau. Và giáo trình luyện thi nâng cao là bộ đề Trung Quốc thì chúng ta sẽ làm một vài cái đề. Thì thông thường là đề Trung Quốc thì nó sẽ khó hơn hẳn, nó sẽ khó hơn tầm khoảng 30-40% so với đề thi các năm chính thức đúng nhỉ, của Nhật. Đấy, đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý về giáo trình là như vậy. Tiếp theo là phương pháp học tập của chúng ta. Thì khóa học này ấy, các bạn sẽ học chủ yếu qua video quay sẵn. Video quay sẵn này sẽ tích hợp đủ dạy kiến thức làm bài, chữa bài, dịch bài và luyện thi. Tức là sao? Chúng ta sẽ học kiến thức nền này, giống như video này này. Chúng ta sẽ chúng ta sẽ dịch bài, dịch những cái bài đọc hiểu ở trong sách Shinkansen ấy. CC dịch bài qua video, CC chữa bài tập ra thêm cho các bạn qua video. Và sẽ là chữa bài luyện thi qua video. Tiếp theo là 5 buổi học online trực tuyến. 5 buổi online trực tuyến qua livestream trên Facebook thì sẽ là khi mà chúng ta học đoạn văn ngắn nhé. Học xong đoạn văn ngắn chúng ta tích lũy được kiến thức khá là nhiều thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành làm gì nhỉ? Làm giống như là hôm trước chúng ta giống như kiểu là chúng ta livestream làm từ vựng đấy, đấy. Từ vựng ngữ pháp đấy thì đây sẽ là làm đề đọc hiểu. Tiếp theo là phần nhóm học tập. Nhóm học tập thì là đăng bài tập các thứ ở lên trên trang trên group để chúng ta làm. Có câu hỏi thắc mắc gì thì các bạn sẽ hỏi ở trên đấy. Đó là cái toàn bộ về cái thông tin chung về phương pháp học tập của chúng ta. Thì video đầu tiên này chúng ta sẽ gọi là học tạm thế để biết cái đặc điểm chung của môn học thôi. Còn chi tiết thì sang các video sau chúng ta sẽ học nhé.
Video số 2 các bạn sẽ học về gì nhỉ? Kết cấu phân tích thành phần câu, chúng ta biết được có những cái loại câu nào thì chúng ta áp dụng nhá. Rồi, chào tạm biệt cả lớp, chúc cả lớp học tốt.